Xin chào tất cả các anh chị, hiện tại Thế Nghĩ đang ở trong lòng của khu thị Aero Villa 2 thuộc khu thị Hòa Xuân, Đà Nẵng. Ở đây là đường Giáng Hư 1, một trục đường rộng đến 7,5 m có lề. Và sản phẩm hôm nay là 3 lô đất liền kề nhau với diện tích đến 900 m² với chiều ngang hơn 30 m. Và đặc biệt nữa, ngoài mặt tiền đường trước thì đằng sau lô đất này là một mặt kênh rất là đẹp. Đây là một vị trí gần sông, hai mặt tiền trước là đường và đằng sau chúng ta có một cái khoảng kênh riêng nữa. Thì nơi này thích hợp xây một khu biệt thự biệt lập cực kỳ tuyệt vời. Xin mời các anh chị cùng xem vị trí của lô đất này trên flycam nhé. Xin mời các anh chị. Với sau những hình ảnh flycam đó thì mức giá mà gia chủ đưa ra cho 3 lô liền kề với diện tích lên đến 900 m² này là hơn 53 tỷ đồng. Và nếu các anh chị có nhu cầu liên hệ để xem lô đất này hoặc là mua bán những vị trí khác nữa, xin mời liên hệ với Thế Nghĩa theo hai số hotline được hiển thị bên dưới phần hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.